Thưa quý vị, thưa các bạn, với sự hỗ trợ của các tập đoàn phân phối bán lẻ hàng đầu thế giới, các sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam từ nông sản, thực phẩm tới đồ gia dụng, nội thất, dệt may đã tới tay hàng triệu người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối trải khắp thế giới. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với các tập đoàn phân phối nước ngoài ở Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, từ năng lực sản xuất, năng lực phát triển sản phẩm, thị trường đến kết nối giao thương cho doanh nghiệp với người mua hàng để đưa hàng Việt trực tiếp thâm nhập vào mạng lưới bán lẻ nước ngoài. Chương trình cũng giúp cho cái việc kết nối giữa các cái doanh nghiệp sản xuất ở trong nước đấy, với cả cái cộng đồng người Việt Nam ở tại nước ngoài đấy, và để có thể đưa các cái mặt hàng của chúng ta ra thị trường nước ngoài, trước hết thông qua các cái cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, và hiện nay cũng đang làm rất tốt cái việc là tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam thông qua các cái hệ thống phân phối của các cái tập đoàn phân phối lớn của nước ngoài. Chúng ta có thể nói rằng là cái chi phí thì đưa ra cũng rất là ít, thế nhưng mà mang lại cái hiệu quả là rất là lớn. Trên 90% sản phẩm được bày bán tại hệ thống siêu thị này là các sản phẩm nông sản thế mạnh của Việt Nam như gạo, hạt điều, cà phê để tiếp cận thị trường trong nước. Đến nay, các sản phẩm của hệ thống siêu thị này đã khẳng định thương hiệu và có kế hoạch phát triển lâu dài tại thị trường Thái Lan, nơi có rất nhiều kiều bào người Việt sinh sống, nhằm giới thiệu, phát triển các kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm hàng Việt, thu hút người tiêu dùng sử dụng nhiều hơn hàng Việt Nam. Hiện nay thì bản thân hệ thống center của chúng tôi là đã có các hoạt động xúc tiến, cũng như là có một kế hoạch lâu dài trong việc là không chỉ hàng Việt trong các hệ thống của hệ thống đại siêu thị Big C và Go ở Việt Nam, mà chúng tôi cũng sẽ có những kế hoạch dài hơn trong việc phát triển thị trường tại Thái Lan. Thì chúng tôi cũng đã tổ chức rất nhiều tuần hàng của Việt Nam tại Thái Lan trong các năm vừa qua, và các hoạt động này chúng tôi cũng sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã đem lại kết quả tích cực cho nhiều ngành sản xuất trong nước. Thời gian qua đã có nhiều giải pháp xúc tiến thương mại, huy động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiêu thụ, giới thiệu sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng hóa ở các nước có đông người Việt sinh sống. Tại thị trường trong nước, đang ngày càng có nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, sản xuất ra sản phẩm có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Sản phẩm chúng tôi là trước hết là đang phục vụ cho thị trường nội địa, nhưng mà thông qua sàn thương mại điện tử thì chúng tôi cũng đã có những khách quốc tế và đã có những cái bước xúc tiến để chuẩn bị xuất khẩu sản phẩm sang các nước. Chúng tôi cũng có những cái chuẩn bị rất là mới về các cái mẫu mã sản phẩm, bao bì sản phẩm, cũng như là cái phần ngôn ngữ trong cái bao bì sản phẩm làm sao nó phù hợp để có thể là giới thiệu cái sản phẩm của mình tới các cái du khách quốc tế. Theo các chuyên gia kinh tế, các sản phẩm của Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để thâm nhập vào hệ thống phân phối tại nước ngoài. Do vậy, các doanh nghiệp cần tập trung vào các nhóm giải pháp đa dạng hóa, mở rộng hình thức, quy mô xúc tiến thương mại, kết nối, hợp tác về logistics đường biển, hàng không, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ kho bãi, phối hợp với các tập đoàn phân phối bán buôn, bán lẻ lớn trên thế giới đã có mặt ở Việt Nam để đưa sản phẩm, hàng hóa mang thương hiệu Việt phân phối trong các mạng lưới của hệ thống phân phối nước sở tại.